Chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái channel của mình. Mình lại tiếp tục cái con game Wolfenstein 2 nha. Cái thằng da đen này mình tưởng nó vào tập trước nó chết rồi anh em ạ. Ai ngờ nó vẫn bình thường. Cái lúc nó bị hai con robot tấn công lén nha. Who will play Terror Billy? Can any actor truly channel the pure evil of one of history's greatest mass murderers? The helm. 5 minutes? 5 minutes. My brothers and sisters. For the longest time, I've been hearing through the grapevine about this resistance. Leader. Tới bây giờ luôn mà thằng bạn mình nó chưa điều khiển được cánh tay máy anh em ạ. Still trying to calibrate the fucker. Mm-hmm. Horton. Horton and his crew are holed up in the New Orleans ghetto. Now this man has important connections to the remaining fragments of the resistance all over the U.S. Horton. I need you to go in there and recruit this man to our cause. You dig? Nah, Horton. Bây giờ mình đi gặp người này. This shit ain't gonna be easy. Ở New Orleans. Nazis got this great fucking wall all around New Orleans. Heavily armed guard towers, and the coastline is riddled with mines. Impossible for the U-boat to navigate. But you know, cái thời điểm này cái lực lượng phát xít Đức cái kiểu như là bành trướng cái thế lực anh em. Cho nên là bây giờ lực lượng kháng chiến của mình phải đi kiếm thêm đồng minh. Đó chính là cái ông Huston ở New Orleans. Cái tiếng này nghe quen quen nha. Trời ơi. I'm sorry. Cũng hên là cái kinh của mình á, theo như mình điều tra thì cái độ tuổi xem kinh của mình là trên 18 tuổi không anh em ạ. Không là mình bị cấm kinh rồi. Không thể tin được luôn. Mình đi dậy mới còn đi cưỡi ngựa được. Sợ thật sự. À, cái thằng bạn da đen của mình đúng dân chơi luôn em. Bé bự chú đó luôn mà dám cho cưỡi ngựa, trời ơi trời, sợ thật sự luôn. Cái bàn tay ghê vậy ta. Như nó bị nổ cái đầu luôn kìa. Anh da đen này đúng dân chơi rồi. Cái thằng nhân vật lớp cuối của mình lại một mình đi tới New Orleans để gặp cái ông Huston anh em. Cái chỗ này nó cũng trở thành cái bình địa rồi sau khi mà bọn Đức nó tới đây nó tàn phá nè. Đấy, New Orleans Louisiana. Ý, cái xấu kìa. Mệnh con cái xấu dữ dụng lắm nha. Hồi lần trước mình bị nó cắn một lần rồi. Nhà bà nó không đâu ta. Đâu đây nè. Hey, Blasco. Not seen a living ảo, bắn gì muốn chết trời. On the other hand, there's an overabundance of Nazis. Hope you have better luck finding survivors. Fergus out. Chuẩn bị alarm đó rồi nha anh em ạ. Mệt, mệt thật sự cái game này. Cứ hở mà đụng tới một cái là nó alarm mà. Kìa kìa, mới thấy một thằng kìa. Như này có một thằng nữa nè. Thì mày alarm với tao. Alarm đi, mày alarm đi. Bên đây có một thằng nữa nè. À mình trời cũng hết. Giờ mới nói xong nó alarm mà anh em ạ. Vãi thiệt. Đây có đạn nha. Này thì alarm thôi, nói chung là mình quen rồi anh em ạ.
mày thì alarm mới đi, mày alarm mới đi. Ủa? Ủa mình nhớ trên đây nó có nhiều cái súng của cái shotgun lắm mà ta. Sao đây mình hết rồi nhỉ? Được 13 viên. Hai cái súng mạnh nhất của mình thì lại ít đạn quá, sợ thực sự. Ngu. Ơ, hết đạn nữa kìa. Từ từ mấy anh ơi. À bọn này nó đông mà mình có một mình à. À mình ép ghê thiệt sự luôn á. Mà cũng có robot nữa chứ. Đây rồi. Rồi tới hai tay hai súng anh em ạ. Khi mà anh em chơi chế độ hai tay hai súng nó rất là buồn cười nha. Ví dụ cái tay súng mà anh em cầm bên trái á thì nó phải nhấp chuột bên phải, ngược lại. Trời ơi. Một viên không tính tiền. Hai tay hai súng mà bắn quen là nó lợi lắm anh em. Thằng nào nó bắn mình đâu thế nhỉ? Một viên. Ái cái shotgun của mình nó mạnh thật sự luôn ấy. Quỷ robot này, mẹ bà mày. Mày nhây với tao. Bạn hơi nhây rồi đấy. Ôi thằng này không chơi được, ôi thằng này không chơi được. Mày dữ rồi. Trâu bắn lâu cũng chết rồi anh em. Tôi xin câu súng nha. Gì? Này thì tướng. Chơi ngu với mình này. Trong này có gì cho mình lấy không? Trong này hay có bất ngờ lắm anh em. Gì vậy? Tiếng robot vậy? Đi đâu đây ta? À thấy rồi nè. Cái súng mình là bắn ngon nhưng mà nó nặng quá anh em ạ. À, vác mệt thật sự luôn. Sạc điện các bạn ơi. Đâu đây? Đi lên hả? Đó, nó thấy ghê chưa? Không thấy sợ chưa? Ôi sợ cái súng chưa? Cái súng kia đâu? À, cái con này. Con này nó ghê lắm nè. Làm sao mà thấy được. Đó, cái con nó chết chưa ta? À, nó chưa chết rồi, nó vô nhà rồi. Đâu rồi ta? Ra đi mày. Mình ở trên cao nó bắn lửa cũng tới anh em ạ. Chứ giờ mình nhảy xuống là nó thịt mình chết. Ok. Bây giờ mình muốn giữ cái súng thì mình phải nhảy lên chiếc xe này nè. Đừng cho nó rớt.
luôn, hết đạn luôn. Vừa kịp anh em ạ. Dạ, trời hết hồn luôn á. Đông vậy, đông vậy. Không được, không được, không được rồi. À, đông quá, trời ơi. Sao mấy cái màn sau này mình thấy nó... mình dễ chết quá ta. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Nổ. Chủ động luôn em ạ, chủ động tấn công bọn này luôn. Ui sao đạn không mau hết vậy? Ồ, 67 máu, ui trời. Chưa hết, chưa hết, chưa hết, chưa. Máu nè, máu nè. Ngay mà. À, bọn này nó bắn thốn thế. Ui, là cái tội thế đạn kìa. Bị hoài luôn không chưa? Mình có cảm giác như bọn này nó trâu hơn bình thường ta. The big easy can't undo your tragedy, but I can punish the people responsible. Rồi nó mới xử người dân hay gì nè. Bắn súng lửa nè. Cho xin nha bạn ơi. Ngu lắm. Looks like I got a shortcut through this building. Cái súng bắn bằng nhiên liệu này mình thích cực luôn. À không được, chỗ này mình phải quăng cái súng rồi để mình dùng cái chiêu tê giác hút rồi. Ui xú. Kinh chưa, nó thấy ghê chưa. À, mình quên mất sử dụng chiêu này cho mấy thằng lính ha. Để hồi nữa mình thử coi. Ở đây hay có điều bất ngờ lắm nè, đó. Hình như mình mới thấy con chuột xong. Thấy nữa kìa. Mình mới có một điểm để nâng cấp súng rồi, mình để từ từ đi. Mình để dùng dồn nhiều nhiều vô mình nâng luôn em ơi. Tại mình thấy cái súng trong đây bắn cũng ok phết. Đây là gì đây? Đây rồi. Có tín hiệu rồi. Có tín hiệu của địch nha. Định mệnh nó thiệt. Trời ơi, nó văng kìa. Mình phải chủ động anh em ơi. Chứ nên để bị động là thua bọn này đấy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mới nghe tí xong đâu ta. Đấy, vừa mới nói xong, định mình bắn nó kìa. Đuổi gì. Ở đây có mấy cái thùng nổ nhiều lắm nha, đừng chơi ngu nha. Ồ ghê vậy, ghê vậy. Mình mà thủ chỗ này luôn sao bắn.
Cái chó nó chứ, trời ơi. Không được. Đâu. À, sao bọn này bây giờ nó bắn thốn thế nhờ. Mình biết ngay là có thằng nó kê mình mà. Mình vô mình bật cái này đã là tính. Ly chưa. Động thế nhờ. Đâu nó thằng đi đâu luôn. Má thiệt sự bực tụi này. Mình wow ghê luôn em ạ. Đông thế. Mày không cho tao thở. Nó bắn kìa. Giáp nhiều vô, máu nhiều vô, đâu? À trên kia rồi, mình phải đi lên đây nè. Ủa cái gì vậy? Con quỷ. Ơ con nó xuất hiện sao hay nhờ. Áo thật cái. Rõ ràng mình đi qua có thấy đâu. Nữa không? Thằng nào ra nữa? Nó được xuất hiện sau lưng chứ trời. Tại vì mình đi lên đây nó nhanh hơn nè. Đúng rồi, đi kìa. Ủa nhưng mà phải hai tướng mình chưa giết được thằng nào luôn. Đâu ta? Ở đây có hai tướng mà sao mình không giết thằng nào vậy? Đây nó đâu? Thằng nè. Còn thằng nữa, hai thằng lớn. Đây, biết ngay mà. Khi mình giết mấy thằng tướng á, mình sẽ có mấy cái mã code này mà. Mình phải giải được cái mã code đó thì mình mới mở được những cái bí mật cũng như là vũ khí hay gì á, mình cũng chưa thử nữa. Ủa, xong đi. From the tower now. Mines are disabled and Fergus is scouting ahead. Just had a big fight with the Nazis. Early made it. William? Why are you here? Don't know if this is normal, but I think the pregnancy is making me a little excited. Oh god, is everyone listening in on this frequency? Yes. Maxos. Nữa hả? Xuống đây mày. Một, mày hụt rồi. Ngu nè. Nè nè, thằng kia đâu? Đông lắm mà nó rồi. Nhớ còn thằng nữa mà ta. Rồi đâu đây? Qua đây hả ta? Mình bắn cái gì dưới đây vậy? À đây. Trời, lần đầu tiên mình lụm được lựu đạn quá trời luôn. 8 viên lựu đạn, không tin được. Rồi sao nữa ta? Mình đi xa cái bức tường nè. Ủa cái bức tường này mình hút cũng được vậy. Cần gì bắn ta. Kìa rồi. Ủa gì vậy? Mình phải solo con này rồi anh em ạ. Giết.
Ít. Mày chưa đủ tuổi để solo đâu bạn ơi. Nổ đi, tao sắp chết rồi mày ơi. À chồng quá nè mà. Trời ơi, sao mình xui vậy ta? Nè, nó thiệt. À, thốn quá. Ôi trời, chết rồi. Lên. Ui. Trâu hả mày? Ma thủ ghê luôn em ạ. Trời ơi, nghĩ sao mà con chó nó gặp thêm mấy thằng quỷ này nữa. À, ảo thực sự luôn. Ui, mình có 20 máu kìa. Không được, không được. Mình đi kiếm máu đã, không chết. Mẹ, cho toàn là đạn không vậy? Máu đâu? Trời ơi, giáp không vậy, máu đâu? Quỷ thiệt chứ. Ủa, cái chỗ này mình nhớ là cái chỗ bơm nhiên liệu mà ta. Không, cái này bắn là điện mà. À, không có máu sao chơi. Đâu đây? Chỗ ít máu đi trời. Ok. Đây đây. Máu. Trời ơi, anh em thấy game nó bóp mình ghê không? Bình thường máu không mà bây giờ nó không cho mình máu nè. Vậy sao chơi? Có 20 máu à. Má, nó bắn cái này đạn sượt qua mình cũng chết nữa. Máu này đúng không? Hay quá. Giáp. Ủa gì vậy? Hết đạn nữa. À, thôn thê, thôn. Ơi. Không quá. Muốn xuống kiếm U3. Ơi. Mày thì mày kiếm tao nè. Tiễn vong mày luôn. Nào nữa không? À đây rồi. À, cuối cùng cũng xong anh em ơi. Ông nội kia đây rồi. Ý, Hoston nè. À, kiếm ông mệt cũng chết. Ôi tập này sao nó té thua. Ok thì cái video của mình cũng đây là kết thúc nha anh em. Hẹn em ngày mai mình sẽ quay trở lại với cái series Assassin. Ok, bye bye anh em.